Rồi. Đi luôn hả? Má là bồ mà vậy hả? Con nó khều ra mẹ. Tí con nhà cái nhận nè. Kể nó để bắt luôn. Để bắt luôn. Không thể cắt ra nó mới ra mặt được. Mật ong nguyên chất 30 thuộc. Quảng cáo. Sản phẩm đầu tay của anh Nguyễn Duy và anh Dũng Nguyễn. Được. Màu vàng ống đậm chất Tây Nguyên đúng. Đúng bắt mặt tới trần đi. Sau 2 tiếng vật vã với cây đa, hai anh đã có một chiến lợi phẩm. Màu quá đẹp hả? Thôi nha.